Chào mọi người đã trở lại kênh review bất động sản Nhân Trạch. Đến với chuyên mục bất động sản cần bán, hôm nay em quay cho mọi người lô đất đẹp ngay chợ Ông Hảo của xã Phước Thiền, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai mọi người nhé. Lô đất là 98 mét đất cây lâu năm, ngang 5 mét, dài 19.7 mét mọi người nhé. 98 mét đất sạch sẽ, đường bê tông 5 mét mọi người. Từ cái lô đất này mọi người ra chợ Ông Hảo thì hơn 100 mét thôi mọi người nhé, rất là gần đó. Đường bê tông, ô tô này, xe Mitsubishi mọi người nhé. Vị trí lô đất đây mình quay ra mọi người, thông tin cụ thể là từ bản đồ số 38 thửa 68 thuộc xã Phước Thiền mọi người nhé. Khu vực này thì có cống thoát nước đồ đầy đủ rồi mọi người, ngay chợ mà, để mình quay cho mọi người. Và từ đây thì ra cái khu đường Trần Phú lên cao tốc thì rất là gần luôn mọi người nhé. Mọi người rẽ phải đây nè là lại chợ Ông Hảo, còn rẽ trái là ra đường Trần Phú. Thì ra đường Trần Phú khoảng cũng hơn 100 mét thôi. Đó là vị trí cực kỳ đẹp cho mọi người đầu tư nhé. Từ bản đồ số 38 thửa 68 giá 1 tỷ 5 mọi người. Giá này là giá của năm 2021 mọi người nhé, cách đây cũng hơn 2 năm rồi. Năm ngoái là chào giá 1 tỷ 6, 1 tỷ 6 50 đó mọi người nhé. Vị trí lô đất mọi người nha, ngay ngõ tư chợ Ông Hảo đó, kinh doanh mua bán từ A tới Z mọi người nhé. Ngay ngõ tư chợ Ông Hảo kìa, rất là gần luôn. Mọi người đi bộ ra là mua đồ về ăn mọi người nhé. 98 mét đất cây lâu năm, đường bê tông 5 mét sát chợ, là giá cực kỳ rẻ. Quay về 2 năm về trước, đất vùng ven thành phố Hồ Chí Minh thì đối với toàn sát thành phố Hồ Chí Minh là càng giá trị, đặc biệt là khu đông dân cư như xã Phước Thiền này. Mọi người ra đường Trần Phú đó, cái nhà đó là mặt tiền đường Trần Phú luôn rồi mọi người nhé. Nay là anh em ở đây thì lên thành phố Hồ Chí Minh rất là gần, cũng như là đi chợ rất là gần luôn, chỉ hơn 100 mét thôi là chợ. Còn chỗ này nó là trường mầm non rất là nhiều mọi người nhé. Còn trong bán kính khoảng 1 cây số là có trường cấp 1, trường cấp 2 luôn, 2-3 cái chợ luôn. Gửi cho mọi người cái thông tin lô đất đẹp nhé. Nè, trục đường nè, đường vào mọi người nhé. Đó, lô đất là cái xe của mình là tới lô đất rồi. Mọi người rẽ ra đây, rẽ ra đây và đi bộ ra đây chợ thì mọi người đi chợ khoảng 5 phút thôi mọi người nhé. Hôm nay em quay cho mọi người lô đất đẹp ở chợ Ông Hảo, xã Phước Thiền, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Đất cây lâu năm, sạch đẹp, lên thổ cư vô tư. Anh chị nào đầu tư thì hãy gọi cho Sông qua số điện thoại 0369 862 268. Anh chị nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký ủng hộ cho Sông với nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mình lập ra nhóm Zalo cho anh em đầu tư ở ngoài huyện Nhân Trạch tham gia để tăng khả năng tiếp cận với những bất động sản đẹp, giá ngột ở huyện Nhân Trạch. Anh chị không cần kết bạn, không cần đăng tin, không cần bình luận, chỉ cần nhìn bất động sản và giá. Anh chị đầu tư thì hãy gọi cho em. Link tham gia nhóm mình để dưới phần mô tả. Đồng thời em mở thêm dịch vụ review bất động sản thực tế, review bất động sản của anh chị hoặc những vùng bất động sản mà anh chị quan tâm. Anh chị cần thì liên hệ cho em với chi phí 2 triệu đồng trên một video, cộng thêm dịch vụ test quy hoạch và kiểm tra xây dựng cho nhà đầu tư ở xa. Anh chị có nhu cầu thì hãy gọi cho em với chi phí 1 triệu đồng. Em bỏ thời gian ra 2 buổi để lên làm bản test quy hoạch và kiểm tra thông tin xây dựng cho anh chị. Anh chị scan sổ đất gửi qua Zalo cho em và em sẽ scan cái kết quả gửi lại cho anh chị. Em nhận ký gửi bất động sản ở các xã cánh đồng của huyện Nhân Trạch gồm Phước Thiền, Hiệp Phước, Long Thọ, Phước An, Long Tăng, Phú Hội, Phú Thành, Vĩnh Thanh và các dự án có sổ ở huyện Nhân Trạch như dự án HUD xây dựng Hà Nội, Sunflower, DTA Phước An, Thành Hưng, EcoSun. Anh chị có nhu cầu đầu tư bất động sản hoặc có bất động sản cần bán thì hãy gọi cho em thông qua số điện thoại 0369 862 268. Anh chị có thể gửi sổ và giá thông qua cái Zalo 0369 862 268. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.